mà bạn có u nó thế nó kéo nó bóp rồi nó bóp vào mặt người ta ở đây này, xong mình lúc ấy mình gặp cả không ngờ con này chị cũng lấy thì chắc nó không phải theo thường con thì nó tốt hay làm sao ấy, nó chị cũng nhắc con nói chắc thằng trò người ta nó nghịch quá nghịch đi chắc ngồi nhìn ngoài không cho con nó học nó đổi số cả được hai luôn này bắt không dám đổi số xong bảo chứ gọi là xong ta bảo